hướng dẫn trình tự đăng ký trích lục hồ sơ liên quan đến hộ tịch. Để thực hiện các hồ sơ về hộ tịch như giấy khai sinh, đăng ký khai sinh mới, đăng ký khai sinh lại, đăng ký khai tử, ghi chú kết hôn đã đăng ký ở nước ngoài, đăng ký cấp bản sao, đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký giám hộ, ghi chú ly hôn hoặc hủy việc kết hôn đã đăng ký ở nước ngoài một cách tiện lợi. Chúng ta sử dụng trang cổng hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến của Bộ Tư pháp và chọn tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ. Bước 1 từ trang chủ, công dân chọn loại dịch vụ cần đăng ký. Bước 2 công dân lựa chọn đơn vị tiếp nhận là đơn vị sẽ thực hiện xử lý yêu cầu đăng ký hộ tịch của công dân từ danh sách các đơn vị hành chính trên cả nước như hình dưới. Lưu ý, chọn đúng cơ quan hành chính giải quyết. Nếu hồ sơ thuộc cơ quan cấp sở, quận huyện cấp thì không chọn phường xã, nếu hồ sơ thuộc cơ quan cấp phường xã cấp thì chọn quận huyện. Phường xã tương ứng, trích lục đăng ký cấp bản sao đối với những công dân sinh hoặc từ năm 1953 về trước thì thuộc sở tư pháp. Từ năm 1954 đến năm 1985 thì thuộc quận huyện. Từ 1986 đến nay thì thuộc phường xã. Bước 3 sau khi lựa chọn xong dịch vụ đăng ký và đơn vị tiếp nhận, nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4 điền thông tin tờ khai trực tuyến. Với những thông tin có dấu, sao, đỏ đánh dấu bên cạnh là thông tin bắt buộc nhập. Bước 5 điền thông tin liên hệ và giấy tờ đính kèm để chứng minh người đăng ký có quan hệ với người được cấp bản sao trích lục và bấm tiếp tục. Ví dụ như, bản thân đăng ký chính chủ thì đính kèm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Chồng đăng ký trích lục cho vợ thì đính kèm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân chồng, vợ. Giấy chứng nhận kết hôn hoặc sổ hộ khẩu gia đình. Con đăng ký trích lục cho cha hoặc mẹ thì đính kèm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân con, giấy khai sai con hoặc sổ hộ khẩu. Bước 6 kiểm tra lại thông tin đã kê khai. Bước 7 sau khi kiểm tra lại thông tin đã chính xác, công dân nhập mã xác nhận và nhấn nút gửi. Bước 8 sau khi gửi thông tin kê khai thành công sẽ đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. Người dùng cần ghi nhớ mã số đăng ký trực tuyến được cấp. Khi nộp hồ sơ phải cung cấp mã số này cho bộ phận tiếp nhận để nhận phiếu hẹn trả kết quả. In ký tên và lưu ý các hồ sơ chi tiết khi đến cơ quan hành chính. Trình giấy tờ chứng minh có quan hệ nhân thân với người cần trích lục. Nếu người cần trích lục đã chết thì phải có giấy chứng từ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi đóng góp, chia sẻ hoặc cần hỗ trợ tư vấn, các bạn để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư Hiền qua Zalo số điện thoại 0909164167, 0917303040 hoặc địa chỉ email hienluotsu10031982@gmail.com. Và các bạn cũng có thể vào trang web nghiệpvukế toán.vn hoặc đổigialuat.vn để cập nhật các tin tức, các bài viết có liên quan đến pháp luật, liên quan đến thuế, liên quan đến kế toán, liên quan đến lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, vân vân. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, like và chia sẻ để kênh ngày càng phát triển. Và bây giờ, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn an khang, mạnh khỏe, thành công. Hẹn gặp lại các bạn.